Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo gạch chân dưới chữ bằng nét đất trong Word Việc tạo gạch chân dưới chữ á, giúp cho câu từ của bạn á, được nổi bật hơn so với các từ còn lại có trong văn bản Giả sử như ở đây, tôi muốn tạo gạch chân dưới chữ á, Đầu tiên á, tôi sẽ quét chọn vào nội dung mà tôi muốn tạo gạch chân Tiếp theo tôi vào Tab Home Ở đây tôi chọn vào công cụ là Underline, tức là chữ ô gạch chân này nè Tôi chọn vào thì các bạn thấy lúc này á tôi đã tạo ra được một gạch chân dưới chữ tuy nhiên ở đây là là nét liền muốn tạo ra gạch chân dưới chữ á, là nít đất thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau các bạn cũng quyết chọn vào nội dung mà các bạn chúng ta muốn tạo gạch chân dưới chữ là là nít đất sau đó vào tab home chọn vào công cụ là underline bên cạnh công cụ underline á nó có tam giác nhỏ chỉ xuống các bạn bấm vào thì ở đây có các nét như là nét đơn này nét đôi nét đơn độc và các kiểu nét nét đất các bạn có thể lựa chọn vào một kiểu bất kỳ chẳng hạn ở đây tôi chọn vào kiểu này thì các bạn thấy lúc này á tôi đã tạo ra được gạch chân dưới chữ là là nét đất còn nếu mà các bạn chúng ta muốn tạo ra được nhiều kiểu nét đất hơn thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên các bạn cũng quyết chọn vào nội dung mà các bạn muốn tạo gạch chân dưới chữ là là nét đất sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột các bạn chọn vào phòng rồi lúc này một hộp thoại phong nó xuất hiện Các bạn để ý ở mục là Underline Style Ở đây các bạn bấm vào mũi tên chỉ xuống Rồi ở đây có các kiểu nét đất Các bạn kéo xuống này Nó có rất là nhiều kiểu nét đất Nó nhiều hơn so với công cụ Underline Trong nhóm phong ở Trên tab home này Đó Các bạn là bật hộp thoại phong lên Thì có rất là nhiều kiểu nét đất Các bạn có thể lựa chọn một kiểu Chẳng hạn ở đây Tôi chọn vào kiểu này, bấm OK. Đó, các bạn thấy không? Lúc này tôi đã tạo ra được gạch chân dưới chữ là là đến đất với kiểu nó đậm hơn so với kiểu đầu tiên. Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn gạch chân từng chữ, tức là chân, xong gạch ngang, sơn gạch ngang và đất gạch ngang á, thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn cũng quyết chọn vào nội dung mà các bạn chúng ta muốn tạo gạch chân dưới chữ. Sau đó bấm phải chuột vào nội dung mà các bạn mới quyết chọn rồi tiếp theo các bạn chọn vào phong tiếp theo ở cái mục là underline style này các bạn bấm vào mũi tên chỉ xuống rồi các bạn chọn vào What only tức là nó chỉ gạch chân dưới từng chữ đó. rồi các bạn để ý ở cái khung của review này các bạn thấy không chân nó gạch ngang này sơn gạch ngang và và đứt gạch ngang sau đó các bạn bấm ok đó thì lúc này á nó sẽ tạo ra kiểu như thế này nếu mà các bạn chúng ta không muốn tạo gạch chân dưới chữ là nét đất nữa Mà các bạn chúng ta muốn làm cho chữ quay về mặc định lúc ban đầu Thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau Đầu tiên á các bạn quét chọn vào nội dung chữ mà đã gạch chân Sau đó các bạn vào Top Home Tiếp theo các bạn chúng ta chọn vào công cụ underline Bấm vào tam giác nhỏ chỉ xuống bên cạnh này Bấm vào Rồi tiếp theo các bạn chọn vào nên Chọn vào Thì lúc này các bạn thấy nè Nội dung á Gạch chân dưới chữ lúc nãy á nó đã được loại bỏ. Tương tự đối với hai dòng trên cũng vậy, các bạn kết chọn vào. Sau đó vào tab Home, chọn vào công cụ underline và chọn none. Đó. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách tạo gạch chân dưới chữ bằng nét đất trong Word. Nếu thấy video hay hiểu ích thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi.